Dết lậu á, dết lậu á. Lower. See. This is a lot of spices. You want to use that? Yeah. We just dip it in, right? Yeah. Spicy is crazy. Oh man, look at this. Sẽ cho người ta coi là trời ơi nó gạch nè trời ơi. Oh my goodness. That is ridiculous. Mình bỏ ớt cây 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 mới ngon nha. Ăn mà nước miếng nước mồm nó chảy xuống còn rong luôn. Your saliva is just like going down the your chest, man. Hey David, look at this, look at this. Oh my goodness. Oh man, look at this, look at this thing, man. Ăn cái này vô mà. Crazy. Ah. Oh. Delicious. Wow. Man. Delicious. Còn nóng quá nha. Còn còn phỏng mỏ á. Sweet. Good. Guacamole, man. So good. Hey. Come here with a piece of paper, man. Okay. Để ở kia nhiều cái cây. Mùa đông mà sao ghẻ nó gạch, gạch ở dưới tầng dưới đây. Con nào nhiều lấy không? Look at the guacamole, look at this. Guacamole is so good. Yeah. Ăn ghẹ phải bỏ ớt vậy nè. Đó. Like that. Okay, see? Cho mấy người biết ăn ớt thôi, không cho ăn ớt thì mình vô là ngày mai đi không nổi á. Ớt mà nó chua chua mà ngọt. Còn cái chanh, cái đường, cái mắm vô và ớt vô. Ớt xay ngay trong hầm, ớt xay rồi cắt miếng ít trái vô. Ngon như nách. Đi cắt phá đi. Sauce is good. Sauce is good. What? You can know how to mix it. Pretty easy. Just pepper, sugar, lemon. Just a little bit salt in it. Make for red.
Pepper. Pepper. Real pepper? Yes, the homemade pepper. Ớt này nè, tự xay tự làm ở nhà nha. Ai không có ớt thì dùng cái gì? Ớt của tụi kia nó bán, ớt kia cái gì qua nè. Sủa trà. Phải cắt thì mới cho ớt trái vô nữa. Thì nó đủ cay. Sủa trà là Tabasco. Sủa trà không được, cái bát còn được hai cái này. Mà ớt đó thì phải bỏ ớt thôi, ớt trái thêm. Dùng kéo cắt á, mỏng 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 thôi. Nè, cua gạch ngon vậy. You know, it's like when you bite this, you crack the shell and you see this thing turn black. This meat is good. They're about to peel the skin. When it go up. It's the perfect wrap, man. Yeah. Nên mình đặt người ta để đi ngay mua ngoài, đi mua tiệm ở đâu có cua gạch đâu. When you buy from Pinter that day, it's only email. They only sell. Thích ăn mail luôn. Yeah, they just like it. Well, you didn't get the Pinter, right? You didn't get from Pinter, but they only sell mail. Mail cap. Giải miếng. Ăn cái này nó giải nước mòn nó giải xuống rồng rồng nha. Con nào như con lấy nha. Every single là con nào như lấy. Đây, bạn kẹt cho coi nè. Yeah. Look at that. Thấy con thấy ghê không? Ăn mà nó giải, nó mồm nó giải xuống một rồng vậy á. Nó ngọt không? Bỏ thêm tí ớt vô nữa. Húp nước luôn. Húp luôn. Cay bá đạo luôn. Thánh ăn là cái gì? Bật. Bọn cha làm mà dạy là nấu nấu cuồng đế á. Có mấy người ai em hỏi xin recipe. Em coi cái video là biết recipe rồi. Chắc lười. Như cái cua hoàng đế đó là phải luộc chứ, luộc cho nó đỡ mặn rồi xong mới xào không? Dạ, yeah, phải trụng nước nóng chứ, cho nó ra cái nước muối á. Hẳn trụng ở đầu cho mình làm nó mặn. Trụng xong rồi để mình lỗ cho nó gáo nước xuống. Con nước sốt này nó đỡ ớn hơn. Yeah.
chứ ăn gạch nhiều cũng còn ớn bột béo. Nãy chị ba mày đặt cái 25 pound luôn, chị Tư xách bao đi rồi. Thôi đó. Rồi. Bao đi xuống nhà Phú. Thí bộ điện thoại giờ hỏi bộ mua pincher. Pincher đâu mà pincher. This one is better than pincher. Đặt rồi đem lại tiệm luôn hả? Ừ. Tiệm nó đem lại hoài nè. Đem cua rồi lâu nó đem tôm nữa. Tôm chim sò giống như tôm sú vậy. Ừ. Con nào nó còn sống luôn á. Bò rắc á. Dạ. Mùa hè nhiều hơn. Bán phao mà ổn như con phao có 7 đồng mà con còn sống nghĩ là bạc là bạc là bạc. Bởi vì rổ nghĩ tưng 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 giống như mình đi mới đi xúc với mương lên. 7 đồng rẻ. Ừ. Nó bán cho người ta chuyên môn làm sushi. À, tôm sú, tôm đỏ hả? Nó, con tôm mà tôm lóng á. À. Cái thịt nhìn trong luôn á. Uh-huh. Nên nuôi đặc biệt như nuôi giống như organic á, cho người ta làm sushi. Chứ ăn tôm thường làm sushi cũng được. Talking to someone on a game. Oh, what she got? Like 15, 30. Oh, wait, I forgot. That's good, right? Because Max is 16. Yeah. Oh, so that's really good. SAT? Mm-hmm. Oh, that's pretty good. That's almost a perfect score. Yeah. People pay for that. People pay for that score. Yeah. I guess you can play all the games you want with that score. Oh, tăng cường thêm nữa chưa? Wait, she's a junior this year? Yeah. So is she gonna take a retake or what? Just take that score. You can take another one. I mean, that score is really good already, but it doesn't hurt to take again. Yeah.
Vậy 5 lớp 12 lấy lần nữa. So you take out like, you can take out the two highest score. Yeah. You can take as many time, right? You just have to pick the two highest one. Yeah, as long as you pay for the fee, you didn't pay. Yeah. I pay for it. Đi cơm mâm nhé. Mày hết cơm á, vô 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 thấy. Vô 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 vô. Ba chảy một chén rồi. Hi. Hi. Chào Thí ơi. Anh trên thấy không? Được không lấy anh lấy cái. Hai cao. Thế giờ ngồi review rồi, em mới review xong rồi đó. Ăn này bá đạo, nói trước nha. Ăn cái sốt quá đã luôn. Đầy bịch mấy chị cho. Vô ngồi. Đó, không ai xích á. Đi vô đây nè. Ngồi đây nè, ngồi đây nè. Cái xích thiệt. Chị chị cái này còn chỉ mà biết gì, tưởng chỉ qua cái ghế rồi đang xong cái nhìn lại ô camera. thank you thật ăn ngon á. Công nhận cua này nó ngon á. Thấy mà chấm nước sốt cho đã hơn hả? Ồ, quất mắm vô phát nó ngon, tàn dẫn vô nhân đạo luôn, nước nó gạch nó ngọt nữa. Mày nói mà chảy nước miếng luôn. Cái đó là sốt me rồi, ăn rồi liếm tay luôn. Ăn cái này muốn hết lớn luôn á, có nước nước gì á, chuối. Ồ, ôi cua sao hôm nay gạch dữ vậy? Kỳ vậy? À, bà chuối. Dễ. Thấy cái muỗng á, một miếng ớt bỏ vô. Yeah, oh my god, ớt nhiều, nhiều quá ngon. Nó chua chua. Chua cho nó cay hơn. Để lại gạch kia kia. Kêu mình đồ ăn không? Ngồi chơi dẫn á. Đến bếp, gạch xếp. Quá. Can't sit there for like half an hour eating on the camera. Oh. People are gonna be like, "You're gonna have ass." Yeah, easy. You're on this side. Bắt nào cũng có nó ngồi cái ăn hết. Lên clip nào cũng ngồi ăn liên tục nha. Cái đầu cuối thấy ăn không? Mua đâu mà ngon vậy? Chị ba đặt. Ở đây mới tìm á. Chị thấy uống nước không? Lấy nha. Thank you. Ăn vậy con, ăn gạch với khác nước. Để đem tới tiệm luôn. Ngon quá. Nước sốt ngon. Bán cũng bằng mà chạy trời thôi, tí nó bán 3-4 đồng. Mà gạch không à? Ngon. Để cái này còn gạch không? Đẹp. Đáng đẹp đẹp, cái gạch này là đáng tiền á. Yeah. Còn bự à. Khi mua về mà tốn tiền về mà ăn nó ớt sọt quá nha. Tức lắm. I think David need another cup of water, another cup of milk, right? No, it's good. I like it. Refreshing. I like the sauce. Mời vô bà con ơi, mời nha. Mày vô. Phải ăn nãy giờ quên rồi, ăn gần hết tô mẹ. Nói công người ta đồn xa nữa, nó nói thằng nó bá đạo, nó review ghẹ mà nó ngồi nó ăn mình, nó chẳng mời ai chơi. Ngon quá, hấp dẫn lắm.
kêu gặp. Để cho làng sớm để ngồi báo quan ngồi nhìn không à. Ngồi ăn mình, chẳng nói câu nào chứ. Mình tưởng cái gạch, mình tưởng cái nước này nó mặn mà nó ngọt. Chẳng phải mặn. Coi nè, coi gạch nè. Gạch son không phải chứ. Ăn vậy là phải múc ớt này nè. Bỏ vô. Đó. Không, thấy chưa? Này là giới thiệu cho những người ăn biết. Trời ăn ớt nhiều quá, ăn ớt tách mà. Chắc quá hả? Ai không biết ăn ớt mà quốc này vô ngày mai là hết đi luôn á. Bí tứ chi luôn. Cha mẹ có ăn không? Hả? Cha mẹ có ăn không? Biết mẹ có lấy ăn không nãy cha lục. Con đâu tiêu không thấy không? Để đâu không? Thực ăn xe nhà kho à? Xe nhà mà. Con thấy xe cha. Nó Billy. Có. Billy lấy đi mua nước gì mới về. Ăn gì mới ngon. Được tay mà chị thấy ăn là anh thèm muốn ăn được. Ngon con cua này nó ăn ngon. Chắc thử. Mà cái này ngon thì ngon thiệt mà ăn nhiều quá cũng không tốt nè. Ăn nhiều quá lên cholesterol. Ăn ớt cay nó người ta mới lên báo đăng là nói người nào ăn ớt nhiều quá không bị bệnh tim. Bị gì đó? Bị loét bao tử. Bị trĩ nè. Bậy bạ. Ăn cay quá. Trời ơi, bẻ ra mà cục gạch nè. Ngon quá không? Okay. Mày vô bà con ơi. Trời ơi là trời, nhìn nè. Look at this man. Chảy nước miếng. Ai không ăn ngồi nhìn nước miếng chảy thòng thòng. Thật ra review cái này cũng không có gì chứ, review này để xin đừng ít nước miếng thôi. Chủ yếu con nhiều hơn à. Ông này người Việt Nam. Chỗ cái ông này cái ông mà bán cái sosis. Giống nhỉ. Come eat, Tiffany. Come eat. This is the best crab you have, man. Good, man. This one is good. You have to eat this. It's good. Guacamole. Thử không? Yeah, ngon quá, ok. Everyone's in the pot. Sorry. Chắc review người ta chửi mẹ. I think somebody cursed my name. Maybe from the tin crabs thing. Dad is trying to compete with Onana recipes.
His clip's like, he's soon going to get getting more views than yours now. Soon. Đi học về ăn xong học làm bài xong rồi muốn làm gì chơi làm. Cái thứ hai nữa là chơi không bị đánh lộn. Chơi có hai thằng mà cũng đánh lộn nữa là bị đọt. Cái thứ ba trong nhà là đồ có ai để đó không gì đụng. Trời ơi, ăn kiểu này nè.
Oh my god. Thôi nghe bà con, rồi review hoài không công ta chửi nữa. Mình ăn ngon mấy công chửi ngày mai đi nhức ốc. Ăn đi. Yeah, ngày mai post video lên mình bị muốn ai thì em giới thiệu như các bạn nha, con em này quen quen nha, em mà cái nút tai rồi hổng ăn, ăn cua hoàng đế á. Bữa nay lần trước bị quê, bữa nay trốn, bữa nay ngồi góc bên này ăn mình nè. Tưởng mình không có ăn cái anh đóng vỏ thấy chưa? Thấy không? Tại trận nha. Ai ăn nhớ làm chứng nha. Còn hỏi ai nè.